Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với các đơn vị về kế hoạch tổ chức Festival Hoa lần thứ 8 năm 2019. Hội thi cán bộ chi hội cựu chiến binh giỏi khối doanh nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Ngân hàng cấp bách xin tăng vốn. Tầm giống và những thách thức của nghề tầm tơ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 14 tháng 5, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì hội nghị với các sở ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc để nghe kế hoạch tổ chức Festival Hoa lần thứ 8 năm 2019. Tham dự có ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Đà Lạt. Theo dự kiến, Festival Hoa lần thứ 8 sẽ được tổ chức trong 5 ngày, từ 20 đến 24 tháng 12 năm 2019 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc. Dự kiến gồm nhiều chương trình chính và hàng chục chương trình hướng ứng và các hoạt động thường xuyên hướng đến Festival lần thứ 8. Cụ thể, chương trình khai mạc bế mạc, chương trình trưng bày triển lãm hoa cây cảnh, xây dựng các tiểu cảnh về hoa, không gian hoa, các chương trình hội thảo. Trong những ngày diễn ra Festival Hoa, thành phố Bảo Lộc cũng có nhiều chương trình hấp dẫn. Chương trình tuần văn hóa trà và tơ lụa Lâm Đồng với chủ đề Lung Linh Đêm Hội Lao, trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc, bay cao vươn xa và nhiều chương trình hấp dẫn khác. Riêng chương trình lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến về triển khai kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8, như chú trọng công tác chỉnh trang đô thị thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, tổ chức các chương trình hoạt động ngắn gọn nhằm thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá giới thiệu hoa, trà, tơ lụa Lâm Đồng, công tác phối hợp giữa các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố trong công tác tổ chức các hoạt động, chú trọng các chương trình chính, rút ngắn các hoạt động hưởng ứng. Triển khai công tác quảng bá giới thiệu Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các tổ chức đơn vị vào kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức phải mang tính xã hội hóa, thu hút nhiều đơn vị doanh nghiệp, người dân tham gia, góp phần quảng bá hoa, trà, tơ lụa Lâm Đồng đến với thị trường trong và ngoài nước. Lấy chủ đề chủ điểm của các loài hoa để tổ chức các hoạt động trong các chương trình. Chọn chủ đề cho phù hợp với đặc trưng của Đà Lạt Lâm Đồng. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt đề nghị các sở ngành đơn vị cần đẩy mạnh xúc tiến đầu tư quảng bá, hội thảo thu hút các doanh nghiệp đầu tư về rau, hoa, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, du lịch canh nông, đặc biệt phải gắn với nghề trồng hoa của nông dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, việc tổ chức Festival Hoa lần này cần phải chú ý những nội dung và hình thức mới, ấn tượng, nhưng phải xoay quanh chủ đề về các hoạt động trồng, chăm sóc và phát triển các loài hoa. Tập trung công tác chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn đối với nhân dân địa phương và du khách khi đến với lễ hội. Đề nghị các sở ngành đơn vị phối hợp với nhau trong từng khâu tổ chức sao cho các chương trình có sự kết nối để các hoạt động Festival lần thứ 8 năm 2019 thành công tốt đẹp. Chuyển sang thông tin khác. Sáng nay ngày 14 tháng 5 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Trưởng ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2019 đã chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai và rà soát công tác chuẩn bị kỳ thi tại các địa phương trong cả nước. Tại đầu cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã tham dự. Kỳ thi Trung học phổ thông năm 2019 có những điểm mới đáng chú ý như sau. Quy định rõ nội dung đề thi năm 2019 nằm trong chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là chương trình lớp 12, tăng tỷ lệ kết quả kỳ thi trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong đó, 70% điểm trung bình các bài thi trung học phổ thông quốc gia dùng để tốt nghiệp trung học phổ thông, 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh thay vì tỷ lệ 50-50 như trước đây. Báo cáo của ban chỉ đạo tại phiên họp cho thấy, công tác chuẩn bị thi và tuyển sinh năm 2019
đã được tiến hành tích cực trên cơ sở rút kinh nghiệm công tác tổ chức thi và tuyển sinh những năm trước đó, nhất là năm 2018. Cụ thể, một số công việc đã được triển khai thời gian qua, hoàn thiện phần mềm quản lý thi và tuyển sinh, phần mềm chấm thi trắc nghiệm, đồng thời tổ chức tập huấn các phần mềm này, chuẩn bị ra đề thi, tổ chức đăng ký dự thi Trung học phổ thông quốc gia, đăng ký xét tuyển Đại học Cao đẳng Sư phạm, Trung cấp Sư phạm, đáp ứng tiến độ và yêu cầu tổ chức thi. Dự thảo phương án điều động các trường đại học cao đẳng về địa phương phối hợp tổ chức thi. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, nếu việc nâng cao nhận thức cho tất cả các thành phần đối tượng tham gia vào kỳ thi, từ các thành viên ban chỉ đạo trung ương địa phương, cán bộ quản lý, giáo dục, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh và toàn xã hội. Đối với công tác tuyển sinh, Bộ trưởng nêu rõ, phải thể hiện được rõ vai trò của hướng nghiệp trong công tác tuyển sinh, tránh việc vì được đăng ký nhiều nguyện vọng mà học sinh mơ hồ trong định hướng nghề nghiệp. Thời gian tới, Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019 sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa phục vụ cho đề thi, thành lập hội đồng ra đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, nhanh chóng hoàn thiện phần mềm thi tuyển sinh, hoàn thiện phương án điều động các trường đại học cao đẳng về địa phương phối hợp tổ chức thi, thành lập các đoàn thanh tra kiểm tra công tác thi tuyển sinh, tăng cường truyền thông về thi và tuyển sinh, v.v. Hội thi cán bộ chi hội cựu chiến binh giỏi khối doanh nghiệp kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn. Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng trao thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Trước tình hình nhiều loại dịch bệnh, đặc biệt là bệnh đục thân gây hại trên cây hoa cúc, chiều ngày hôm qua tại thành phố Đà Lạt, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ thuật canh tác và biện pháp quản lý dịch hại trên cây hoa cúc với sự tham dự của các nông hộ trồng hoa cúc trên địa bàn. Hiện Đà Lạt và các huyện phụ cận có 526 hectare hoa cúc bị bệnh sọc thân do virus gây héo, vàng lá và chết cây, trong đó có 6 hectare bị nhiễm nặng, 2,5 hectare bị nhổ bỏ. Ngành chức năng Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần chọn cây giống sạch bệnh tại các vườn ươm được công bố tiêu chuẩn xuất vườn và không nhiễm virus, luân canh cây trồng và không trồng hoa cúc vào thửa đất đã bị nhiễm bệnh virus, cây bừa đất kỹ, vệ sinh vườn sạch sẽ, khử trùng đất, áp dụng các giải pháp kỹ thuật để cây sinh trưởng phát triển tốt. Mặt khác, cần trồng cây trong nhà kính, sử dụng lưới chắn côn trùng, cách ly hoàn toàn với bên ngoài, sử dụng bẫy xanh, bẫy vàng, bẫy côn trùng, thăm vườn thường xuyên và nhổ bỏ cây bệnh, tránh lây lan. Về biện pháp hóa học, nông dân cần sử dụng các hoạt chất kích kháng nhằm tăng khả năng kháng bệnh, virus cho cây. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã khảo nghiệm thuốc Linamycin sử dụng liều lượng trên bao bì để trừ bệnh virus. Ngoài ra, cùng tại hội nghị lần này, các nông hộ còn được hướng dẫn các kỹ thuật phòng trừ bệnh truy sắc, bệnh tuyến trùng, cách diệt bọ trĩ, nhện đỏ, bệnh lở cổ rễ và kỹ thuật gieo ươm giống hoa cúc đúng cách đạt hiệu quả cao. Thông tin trên lĩnh vực đào tạo. Sáng nay, Học viện Lục quân đã tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 1. Đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Trung ương, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng cùng Ban giám đốc Học viện Lục quân đã tham dự. Trong thời gian 8 tháng, 50 học viên là cán bộ trung cao cấp của quân đội tham gia lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 1, được trang bị các nội dung về lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề về lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam trong xây dựng đảng, chính quyền nhà nước, quan hệ quốc tế, quản lý kinh tế theo quan điểm đường lối Đại hội 12 của đảng và những vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, khoa học, lãnh đạo quản lý và quốc phòng an ninh. Kết quả học tập, 100% học viên hoàn thành tốt các chương trình đào tạo, trong đó tốt nghiệp loại giỏi đạt 10%, 84% đạt loại khá và 6% đạt trung bình. Phát biểu tại lễ tốt nghiệp, Trung tướng Hoàng Văn Minh, Giám đốc Học viện cho biết, đây là khóa học đầu tiên hệ 8 tháng về đào tạo hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị được tốt nghiệp trong kế hoạch 3 năm từ năm 2018 đến năm 2020 mà Ban Bí thư Trung ương Đảng giao cho Bộ Quốc phòng tổ chức thực hiện. Thông qua đó, nhằm nâng cao trình độ nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn quân.
lãnh đạo Học viện Lục Quân mong muốn sau khi trở về đơn vị công tác, các học viên tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Hướng đến kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn và 129 năm ngày sinh nhật Bác. Chiều nay, Hội Cựu Chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội thi cán bộ chi hội cựu chiến binh giỏi. Tham dự có lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh. Hội thi thu hút 7 cựu chiến binh là chi hội trưởng các chi hội cựu chiến binh trong toàn khối doanh nghiệp, tham gia 6 phần thi liên quan đến nhận thức của cán bộ hội viên cựu chiến binh về thực hiện đường lối chính sách, nghị quyết của Đảng, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương, chức năng nhiệm vụ của cán bộ chi hội, các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ liên quan đến cựu chiến binh. Điều lệ, một số chỉ tiêu, giải pháp của nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và Hội Cựu Chiến binh tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017-2022. Những nội dung thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, cùng với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội Cựu Chiến binh tham gia thực hiện nghị quyết của cấp ủy và các phong trào cựu chiến binh gương mẫu ở địa phương. Nhờ chuẩn bị tốt kiến thức, các phần thi được các cựu chiến binh hoàn thành tốt nội dung của mình. Hội thi là dịp để nâng cao nhận thức về chính trị, nghiệp vụ trong công tác hội cựu chiến binh, đồng thời tạo cơ hội để cựu chiến binh trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, thực tiễn công việc ở cơ sở, góp phần xây dựng hội cựu chiến binh trong toàn khối doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 4 giải khuyến khích. Những cá nhân đạt giải cao lần này sẽ tham gia hội thi cán bộ chi hội cựu chiến binh giỏi cấp tỉnh được tổ chức vào tháng 8 năm 2019. Sáng nay tại thành phố Đà Lạt, Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp tỉnh Lâm Đồng và Câu lạc bộ Bếp ngon Phương Nam tỉnh Cần Thơ đã tổ chức chương trình giao lưu ẩm thực với chủ đề Cá tôm sông Hậu, rau củ Lang Biang, có sự tham gia của 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 2 vùng miền. Tại đây, các đầu bếp đã chuẩn bị nguyên liệu đặc trưng đến từ miền sông nước sông Hậu và miền cao nguyên Lang Biang Lâm Đồng để kết hợp chế biến trưng bày 15 món ăn hấp dẫn. Trong đó, nhiều món ăn được chế biến kỹ lưỡng, trang trí đẹp mắt, thể hiện rõ hương vị đậm chất núi sông kết hợp như cơm lam lá dừa, chả hoa atiso, lẩu mắm cá vồ đám, salad thịt sông khói, mắm đùm gáo dừa, v.v. Thông qua chương trình giao lưu ẩm thực này, đã kết nối nguồn cung cầu, trao đổi sản vật đặc trưng giữa vùng cao nguyên Lang Biang và đồng bằng sông Cửu Long, tạo nên sức hấp dẫn thu hút du khách đến với hai miền đất du lịch này. Đồng thời, chương trình giao lưu đã thắt chặt mối quan hệ trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các đầu bếp, từ đó đa dạng các món ăn, làm phong phú thêm nét văn hóa ẩm thực. Tiếp tục chương trình là những tin vắn đáng chú ý khác. Đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các tình nguyện viên và nhà hảo tâm Hàn Quốc đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn, như trao tặng 269 xe lăn, tài trợ phẫu thuật tim cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ 53 địa chỉ nhân đạo là học sinh mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn với mức 500.000 đồng một tháng, xây dựng nhà tình thương cho gia đình người khuyết tật khó khăn về nhà ở, tổ chức khám bệnh phát thuốc miễn phí cho 800 lượt người nghèo, nấu bữa ăn dinh dưỡng cho 290 em học sinh mầm non, tổ chức vui chơi giải trí cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Từ đầu năm 2019 đến nay, các tình nguyện viên Hàn Quốc đang triển khai huy động nguồn tài trợ từ Hàn Quốc để giúp cho đối tượng người khuyết tật tại Lâm Đồng xây dựng 2 căn nhà tình thương có tổng trị giá 250 triệu đồng, tài trợ 31 xe lăn và tiếp tục cấp 53 học bổng cho học sinh nghèo với trị giá 500.000 đồng mỗi tháng. Chiều 14 tháng 5, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Y tế Quang Minh chi nhánh Tây Nguyên đã tổ chức trao một máy phân tích HBA1C tự động trị giá hơn 660 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Đây là loại máy phân tích chẩn đoán, xét nghiệm bệnh tiểu đường. Được biết, đây là lần thứ hai Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao tặng thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Với việc trao tặng thiết bị y tế sẽ giúp cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh chẩn đoán bệnh tiểu đường chính xác cho người bệnh, đồng thời giảm bớt khối lượng công việc và bảo vệ người sử dụng khỏi nguy cơ phơi nhiễm. Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng có 2 máy chẩn đoán xét nghiệm bệnh tiểu đường. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước.
ngân hàng cấp bách xin tăng vốn. Phát triển du lịch và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa. Câu chuyện tăng vốn của các ngân hàng, nhất là đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, đã được đề cập đến nhiều lần trong từ 2 đến 3 năm trở lại đây. Có trường hợp ngân hàng trong nhiều tháng liền không thể tăng trưởng tín dụng do không tăng được vốn. Vấn đề tăng vốn cho các ngân hàng càng trở nên cấp bách trong năm 2019 này. Vốn điều lệ hiện tại của ngân hàng này là hơn 37.000 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết muốn tăng vốn điều lệ lên mức 57.201 tỷ đồng vào năm 2020, tức tăng trưởng bình quân là 10,5% hàng năm. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, việc tăng vốn của các ngân hàng thương mại khối nhà nước trở thành vấn đề cấp thiết. Cái quy mô vốn chủ sở hữu chúng tôi dự kiến tới năm 2025 cỡ khoảng 6 tới 7 tỷ đô la Mỹ. Thế và cái quy mô vốn đó thì đảm bảo cho cái phát triển hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như là duy trì cái tỷ lệ vốn an toàn vốn hệ số K đấy theo cái chuẩn 3:2. Không chỉ 4 ngân hàng thương mại khối nhà nước, ngay cả các ngân hàng cổ phần cũng lên kế hoạch để tăng vốn. Thì chúng tôi sẽ dùng 3 cái giải pháp. Giải pháp thứ nhất là chúng tôi tăng vốn bằng cái cổ tức hàng năm của ngân hàng. Thứ hai là phát hành mới cho một số đối tác tài chính quốc tế, các tổ chức quốc tế. Và thứ ba là chúng tôi tiếp tục dùng một số các cái chương trình như kiểu ESOP để củng cố cho cán bộ nhân viên trong cái sở hữu và tham gia vào quản trị doanh nghiệp. Thời điểm áp dụng thông tư số 41 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước với quy định về tỷ lệ an toàn vốn khắt khe theo chuẩn 3:2 đang đến gần. Nếu không đảm bảo đủ vốn, các ngân hàng sẽ không thể tăng trưởng được tín dụng. Hệ số K so với 3:2 thì nó vẫn ở mức thấp. Chúng tôi tính đâu đó nó khoảng độ tầm 7-7,5%. Mà quốc tế yêu cầu theo 3:2 là 8%. Vì thế cái việc tăng vốn chủ sở hữu rồi vốn điều lệ cho các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng có yếu tố nhà nước đang rất là cấp bách. Trước sự cấp bách này, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất lên Chính phủ cho phép các ngân hàng sử dụng nguồn cổ tức nhà nước năm 2018 để tăng vốn điều lệ thay vì nộp vào ngân sách. Thế cho nên vừa qua Ngân hàng Nhà nước cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng đã họp cùng với Thường trực Chính phủ và các bộ ngành cũng đã có cái chỉ đạo. Các bộ ngành và chúng tôi cũng đang chờ cái ý kiến tham gia của các bộ ngành có liên quan để tạo sự đồng thuận và để có cái quyết đoán sớm của Chính phủ cho các ngân hàng thương mại nhà nước trong việc tăng vốn điều lệ này. Vốn điều lệ của ngân hàng tăng càng cao thì hạn mức tín dụng của các ngân hàng thương mại càng cao hơn, đồng nghĩa với việc nguồn vốn cho nền kinh tế dồi dào hơn. Tất cả đang chờ đợi vào quyết sách của Chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, toàn quốc hiện có 195 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Hàng năm có khoảng 20.000 sinh viên ra trường. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng với nhu cầu của phát triển du lịch, một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thì vẫn còn rất nhiều khó khăn thử thách. Tìm ra những giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao vẫn đang là mục tiêu của các trường đào tạo ngành du lịch, trong đó có các trường cao đẳng đại học ở Khánh Hòa. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 10 trường đại học cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp, trong đó 2/3 trường có đào tạo về du lịch. Trước tình trạng chương trình đào tạo du lịch hiện vẫn chưa thống nhất, mảng ngành đào tạo chưa cập nhật, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu của xã hội, các trường ở Khánh Hòa đã có sự chủ động trong xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và huy động các nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Tuy nhiên, để đáp ứng với nhu cầu phát triển của du lịch Khánh Hòa, của du lịch trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 vẫn còn là một bài toán nan giải. Các trường đào tạo ở Khánh Hòa, trong đó là trường Đại học Khánh Hòa, trong đó là trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang, thì có thể nói và các trường khác nữa, thì chúng ta đang cố gắng để xây dựng cái chương trình rồi cải tạo cơ sở vật chất, lực lượng giảng viên cho thật tốt. Tuy nhiên, có thể nói rằng cái việc mà tiếp cận với cách mạng công nghệ 4.0 đối với các cái trường đào tạo chúng ta đều cần phải bổ sung thêm. Cơ sở nào nhiều nhất thì cũng đáp ứng được khoảng 60%. Tất cả còn đang ở phía trước. Chúng ta mong rằng có sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, của các ban ngành, của toàn xã hội. Khánh Hòa đang gặp khó khăn về nguồn nhân lực du lịch. Toàn tỉnh có khoảng 28.000 lao động trong lĩnh vực này, nhưng chỉ có 52% đã qua đào tạo.
Những năm gần đây, sự liên kết trong đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp, hợp tác quốc tế đã trở thành hướng đi và là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, gắn lý thuyết với thực hành, đào tạo theo yêu cầu của xã hội, đào tạo có địa chỉ sử dụng. Chúng tôi có một phương châm đào tạo là hợp tác cùng doanh nghiệp trong đào tạo. Ví dụ như là doanh nghiệp cùng chúng tôi là xây dựng chương trình đào tạo. Và hiện nay thì sinh viên khoa dịch chúng tôi thì ngoài việc học những cái môn nghiệp vụ tại trường thì chúng tôi chuyển những cái môn nghiệp vụ đó xuống học tại doanh nghiệp. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng mời những doanh nghiệp là những trưởng các bộ phận tới cùng tham gia giảng dạy cùng chúng tôi. Và trong tương lai thì chúng tôi cũng mở rộng cái địa bàn hoạt động của mình, có nghĩa là để mở rộng những cái mối liên hệ hợp tác không chỉ trên địa bàn của thành phố Nha Trang mà còn ở các huyện lân cận. Chúng tôi cũng liên kết những trường ở nước ngoài. Chúng tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể tiếp cận được những cái xu thế mới trong việc đào tạo du lịch hiện nay. Với những bước đi ban đầu, việc xây dựng mối liên kết có trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp đang được tiếp tục duy trì, mở rộng để đạt được hiệu quả cao hơn. Nhà trường vẫn là cái mấu chốt nhất, là sâu chuỗi giữa là doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và bản thân nhà trường cũng như là cái đáp ứng của yêu cầu xã hội. Thì hiện nay với cái chương trình khung đào tạo của nhà trường thì trong đó chú trọng của nhà trường đó là đào tạo về kỹ năng nghề. Và kỹ năng nghề hiện nay nhà trường đào tạo trên 70% là số giờ thực hành. Thì nhà trường đã được nhiều cái dự án đầu tư, đó là dự án đầu tư của Đức, và chú trọng đối với nghề, một đó là nghề chế biến món ăn, thứ hai là đối với nghề quản trị khách sạn được xem là nghề trọng điểm của nhà nước. Mong muốn rằng doanh nghiệp sẽ kết nối với nhà trường có hai lợi ích. Một là doanh nghiệp không phải tốn thời gian, thứ hai doanh nghiệp không phải tốn chi phí, nhưng doanh nghiệp được thụ hưởng đó là đội ngũ lao động với chất lượng cao. Dự báo từ nay đến năm 2020, ngành du lịch Khánh Hòa cần thêm hơn 10.000 lao động trong một năm. Trong khi đó, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh chỉ đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu. Vấn đề nâng cao số lượng, chất lượng đào tạo không chỉ là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục, mà sự gặp gỡ giữa các nhà khoa học, các nhà trường và doanh nghiệp du lịch, nhà quản lý sẽ góp phần giúp các nhà trường ở Khánh Hòa có kế hoạch và chiến lược phù hợp trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong thời gian tới. Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến việc sản xuất trái thanh long ở tỉnh Bình Thuận gặp nhiều khó khăn. Trái không đạt tỷ lệ xuất khẩu nên giá loại trái cây này đang tăng cao ở mức kỷ lục. Theo người dân địa phương, nếu như thời điểm này của năm 2018, giá thanh long chỉ ở mức từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg, thì ở thời điểm hiện tại đã tăng lên từ 4 đến 5 lần. Đồng thời, so với cách đây một tháng, giá thanh long chỉ 16 đến 17.000 đồng một kg thì giờ đã tăng gấp đôi. Theo Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long Bình Thuận, nguyên nhân khiến giá thanh long tăng cao là do thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến thanh long không đạt tỷ lệ để xuất khẩu, hàng trở nên khan hiếm. Ngoài ra, theo những hộ trồng thanh long lâu năm ở tỉnh Bình Thuận, đây là lứa thanh long trong đèn nghịch vụ cuối cùng trong năm, sắp vào hàng mùa, nên nhiều bà con sợ giá giảm nên sản xuất hạn chế. Toàn tỉnh Đắk Nông đã cấp 1.790 chứng thư số và chữ ký số cho lãnh đạo các sở ngành, các phòng ban chuyên môn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các cấp, huyện, thị xã. Tuy nhiên, việc cấp chứng thư số và chữ ký số còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân do cán bộ chuyên môn còn lúng túng khi áp dụng quy trình ký số trên văn bản điện tử. Cụ thể, tại một số đơn vị, lãnh đạo ký tay rồi chuyển qua văn thư ký số nên chưa đồng bộ. Chữ ký số cấp cho cá nhân, lãnh đạo cơ quan, nhưng một số đơn vị giao cho cán bộ văn thư hay cán bộ chuyên môn phụ trách công nghệ thông tin thực hiện. Một nguyên nhân khác là do hiện nay chữ ký số, chứng thư số chưa tích hợp được trên các thiết bị di động, nền tảng mobile, Windows, v.v. gây khó khăn trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo khi đi công tác ngoại tỉnh. Tầm giống và những thách thức của nghề tầm tơ là thông tin cuối của chương trình Thời sự tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, Lâm Đồng được mệnh danh là thủ phủ của dâu tầm tơ, và đây cũng là một trong những ngành nghề trọng điểm của tỉnh. Tuy nhiên hiện nay, người sản xuất dâu tầm tơ đang phải đứng trước nhiều thách thức về tính bền vững, đặc biệt là vấn đề nguồn giống tầm. Điều này đã gây nên những bất lợi và tổn thất cho nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong nghề dâu tầm tơ, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Gia đình bà Nguyễn Thị Miên đã gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tầm hàng chục năm nay. Như bao gia đình trong làng nghề phát triển dâu tầm,
ở tổ dân phố Đồng Anh 3, thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà khác. Nguồn giống tầm của bà hoàn toàn phụ thuộc vào các cửa hàng buôn bán trên địa bàn. Trong khi đó, giống tầm quyết định hiệu quả sản xuất của cả lứa tầm. Nhưng những người nông dân như bà Miên đều đánh cược sự may rủi khi chỉ dựa vào kinh nghiệm và uy tín của nhà cung cấp. Bây giờ nói như thật là cái tầm là bây giờ là mình cũng không thể nói hay được. Bây giờ mình thì bảo là nó ăn nhau, nó vào cái xốp trứng nó xấu ấy. Thì là cái cá đến con đấy, cái nhà tầm dài nào nó vẫn cứ là mình lấy về nó xấu, nó phải cái tua trứng mà nó xấu rồi thì là về nuôi thì tốn dâu mà đâm mất công của mình là khổ. Thế cho nên là bây giờ mình nuôi thì bây giờ thì nói hiện đại thì bây giờ mình phải tìm chỗ cái nào mà cái điểm mà nó cung cấp tầm giống cho mình ấy, nó chuẩn cho mình thì là mình nuôi nó đảm bảo mà bà con nhân dân nó đỡ khổ. Thị trấn Nam Bang, huyện Lâm Hà được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra quyết định công nhận làng nghề dâu tầm tơ ở hai tổ dân phố Đông Anh 3 và Đông Anh 2, có trên 150 hộ tham gia với 30 hectare dâu tầm. Tuy nhiên, người nông dân đang phải đối mặt với những thách thức không hề nhỏ của việc tìm nguồn giống đảm bảo chất lượng. Bởi khi nguồn giống không thể kiểm soát được chất lượng, thì người dân cũng không quyết định giá trị sản phẩm của mình làm ra. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát triển bền vững của làng nghề. Cái nguồn giống thì cái chất lượng giống nếu không kiểm soát được thì chắc chắn giống trôi nổi, mà cái nguồn giống không ổn định, không đảm bảo chất lượng lâu dài, không đảm bảo chất lượng như các nhà sản xuất mong muốn. Nhưng bên cạnh đó thì thú thực đây là cái cũng có một số do tác động về cái chất lượng là tơ, lụa thì cũng do tác động trực tiếp ý thức của người dân, người chăn nuôi cũng có tác động một phần. Một cái nữa là cái người dân không chủ động được cái nguồn giống thì không quyết định được cái sản phẩm của mình, quyết định được cái bán sản phẩm của mình, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái tâm tư nhất định của một số người dân. Thì đang hướng tới thì chúng tôi cũng đang tính toán đó là động viên người dân ở cái khu vực, nhất là khu vực làng nghề, sẽ tổ chức cái khu vực nuôi tầm con để cung cấp giống cho các hộ dân ở trong làng nghề để phục vụ tốt nhất và tạo cái quyền quyết định cho người dân. Lâm Đồng, một vùng dâu tầm lớn của cả nước với diện tích trồng trên 5.000 hectare. Trong những năm gần đây, nghề tầm tơ được hồi sinh, nông dân đã chủ động mở rộng diện tích, áp dụng các phương pháp nuôi tầm mới, từ đó nâng cao chất lượng, sản lượng và thu nhập. Tuy nhiên, nguồn tầm giống đang là vấn đề nan giải của ngành dâu tầm tơ hiện nay. Theo lãnh đạo một số địa phương có ngành dâu tầm tơ phát triển trong tỉnh, vấn đề mấu chốt chính là ở nước ta chưa tự chủ được nguồn trứng giống tầm, mà có tới 90% nguồn trứng giống tầm phải nhập khẩu từ Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, dẫn tới tình trạng chất lượng nguồn trứng giống thiếu ổn định, ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, chất lượng cũng như độ dài của tơ. Với cái điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay cũng như là cái vùng đất Cát Tiên để thực hiện đẩy nhanh cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là những cái cây có giá trị kinh tế cao, thay thế một số diện tích vườn điều, vườn tạp mà không cho năng suất, thì cũng kính mong là tỉnh cũng có cái quan tâm hỗ trợ địa phương, hỗ trợ nhân dân trong cái các cái dụng cụ để phát triển nghề trồng rau nuôi tầm, ví dụ như là nhà tầm, rồi các cái dụng cụ nong né, rồi có cái quản lý cái nguồn giống thì hiện nay thì chúng ta chủ yếu là nhập từ Trung Quốc, nhưng mà nhập qua đường tiểu ngạch, cho nên là cái việc quản lý trứng giống tầm hiện nay là cũng khá là khó, và cái trứng giống tầm thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái năng suất kén tầm. Để tránh rủi ro cho người nuôi tầm cũng như làm sao để phát triển ngành dâu tầm tơ một cách bài bản thì đòi hỏi các ngành chức năng cần có chiến lược phát triển một cách bền vững cho ngành dâu tầm tơ. Ngoài tập trung giải quyết chuỗi liên kết sản xuất hàng hóa tơ tầm, chất lượng của giống dâu mới, phương pháp nuôi tầm hiệu quả, thì cần giải quyết vấn đề căn cơ nguồn giống tầm, bởi đây là gốc rễ quyết định chất lượng của nghề dâu tầm tơ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.